chuyên nghiệp. Cô bắn đây từ mình có DJ. Cái gì? DJ Chip và Pino bắn chết team của Liquid với cả team ra rùa này, dập bàn ông Liquid được mỗi cái tác này. Thấy người ta bắn vào xe nó như thế. Noan mấy con gà này. Không, mấy ông Liquid là chỉ giỏi bắn thôi, còn đi xe thì hơi kém. Miracle. Mercedes 01 đến Mercedes 20 thưa các bạn. Anh em có thể nhập ngay lập tức để có thể là lấy code. Tôi hình như là Pino bị bắn rồi. Pino bỏ chạy ở đây. Anh ấy quay ngược lại và nấp với cả cái hướng mà có cái viên đạn bắn vào mình ở đây. Trong khi đó thì Phang kia cùng với cả MeoU ôm nhau đi trước và... Vâng, rất tình cảm. Đưa em đi chơi xa, chơi con xe tay ga. Liệu có gặp ai hay không đây? Phang kia em đang bị bắn rút máu rất nhanh rồi. Phang kia em vẫn đang cố gắng để có thể chạy qua những cái làn đạn. Và tôi không nghĩ là Phang kia em sẽ sống sót. Từ đã, Phang kia em bắn chết người luôn này. Không, đó là MeoU. Một mạng của Marimo Star. Refund đang cố gắng tiếp cận khu nhà của những thành viên Nhật Bản. Và không biết là có lên làm lẩu mấy anh Nhật đấy không? Phim sách với cả chúng tôi này. Hạ sát là đưa thêm điều. Phim đây. Một giết ngay Marimo Ozawa. Đây là bị giết rồi. Marimo Star. Mấy ông Nhật Bản này thì không bao giờ có cửa với cả đất nước chúng ta luôn thưa các bạn. Ok, tự nhiên pha này săn được một anh Liquid vào cướp được khu nhà của mình. Bồi cái nhẹ kìa. Từ đi ngang của ông Nhật Bản. Pino bị bắn vào đầu. Nào Pino bị trúng một hít đạn đâm vào đầu rồi. Pino bị cuồng. Và bây giờ thì Pino trong cái quá trình mà cái xe bị dừng lại ở đây thì đừng chết chứ. DJ Chip đang sẵn sàng ấn Ctrl 1 để có thể lên xe rồi. Nhưng chúng ta đã tiếp cận được khu nhà này thành công. Nào bình tĩnh thôi. Và bây giờ thì MeoU tiếp tục bắn sang khu lân cận, đó là các thành viên bên phía của CGW. Hay quá nhà. Đây rồi, chúng ta đã có một căn nhà giữa vòng. OHM đang nhắm những cái họng súng của họ vào khu vực chúng ta. Bây giờ cái việc mà Refund cần làm đấy là chỉnh kỹ thức ngắm và nổ súng thôi. Một ấn duy nhất nào. Đây là một khẩu SKS với cái lượng sát thương cực to. Làm chút thuốc tới Pino và cho nó viên vào đầu và một viên vào ngón tay thôi là chúng ta cũng có được một mạng rồi. Pino vừa làm. Nhưng ở gần thì đang có một team ôm. Không, ôm là cái team mà đang bị ngắm ra ở đây. Chúng ta có được thông tin. Còn ở góc xa thì đó mới là CGW. Chúng ta đang ở một góc cực kỳ ok trong vòng rồi. Vấn đề là thủ góc này như thế nào thôi. Hy vọng rằng thần may mắn cũng sẽ mỉm cười với cả Refund Gaming ở trong cái giai đoạn bò tiếp theo. Bò đừng có bò sang bên mấy ông người lách với mấy ông kia. Mà cái quan trọng của mình là xung quanh mình ở đây toàn bên gà, em hiểu không? CGW ôm yểm này toàn những cái ông mà cũng giống mình. Thì tránh mấy ông to ra được rồi, ra làm nhanh mẹ mấy mạng đấy. Chúng ta có được 2 mạng vào này, đi giết chip làm 1, mèo làm 1,5. Làm 1,5. Okay. Giết 1 nó 1 được cứu, đây coi như là 1,5. Ok. Sang tình thế thế đời. Ôi thì chết rồi. Hình như là chúng ta vẫn trong bo này phải. Vâng, Refund họ vẫn đang có một cái vị trí mà tôi nghĩ là hợp lý. AVG vừa có được mạng của Cyclo. Cú giòn từ vị trí của DJ Chip ở khu vực Wizard Tower và ở đây. Ui! Trông cái ông đi xe máy của bên ôm kìa. Rồi, vẫn đang liên tiếp là những tình huống mà Refund nhất quyết không vào vòng trước. Bởi vì họ biết rằng cái việc họ di chuyển vào vòng bây giờ quá dễ dàng. Chỉ bước một vài bước chân thôi họ sẽ vào vòng. Nên họ sẽ canh tất cả những người chơi bên trong. WTSG bây giờ sẽ xuất hiện ở rất gần bên phía của Pino ở ngay dưới nhà rồi. Pino đã có mạng của Mumino và bây giờ thì Larson anh ta đang nằm xuống. Và liệu Refund có biết điều này hay không? Pino vẫn chưa bị bắn. Pino vẫn chưa bị bắn. Larson đang muốn bảo toàn mạng của mình sang. Pino anh ta lên xe và đi rồi. Larson không làm gì cả. Vâng, Larson không bắn trong điều đó. Ôm và Liquid đang bắn nhau. Đùa cả DJ Chip của chúng tôi này. Một cái thằng NAVI này bắn chúng đó. Vâng, NAVI đã bắn rất hay trong tình huống vừa rồi. Họ đang di chuyển dần vào vòng sau khi clear Timo và Refund cũng bắt đầu vào vòng. Chết ngay U3 ở 8 team. Chỉ còn 8 team và Refund đang có cơ hội vào vòng trước cả Liquid và NAVI. Liquid và NAVI phải bắn nhau ở bên ngoài. Refund top 1 trang, Refund top 1 trang. Em ơi, cởi chuồng chạy quanh ngô. Không nha, anh nói nhá, em không nói gì nha. Cởi chuồng chạy quanh ngô ăn cầu đấy. Không cởi chuồng gì hết. Không cháo cởi chuồng. Chết tôi rồi. Hỏng rồi. MeoU có được mạng. Mẹ mà cái thằng NAVI chết ngay bên nào của Molodoi rằng Larson đang nằm ở ranh giới của sự sống và cái chết. Anh ta vẫn chưa bị phát hiện. Refund đã bắt đầu chuẩn bị juicy vào vòng hết rồi. Funky em đang rất bình tĩnh. Liệu rằng sẽ có một bất ngờ chúng ta hay không? Liquid và NAVI vẫn đang phải êm nhau, vẫn đang phải ôm nhau ở khu vực này. Larson mới là cái mục tiêu nguy hiểm ở đây. Larson đã từng thực hiện một pha clutch ở game đầu trước. Anh ta vẫn đang nấp. Funky em bị phát hiện từ vị trí rồi. Chắc Pino đang bắn ra hướng các thành viên của team Liquid. DJ Chip đang đi sâu trong khu vực vòng. Funky em thì nằm đây, có vẻ như đã bị phát hiện bởi Larson rồi. Chỉ là Larson chưa muốn bắn mà thôi. Phá xe thành công. Pino đang có một trận đấu rất hay. Anh ta liên tục sử dụng khẩu mini 14 của mình, cực kỳ tuyệt vời. MeoU đang bắt đầu có những tình huống giao tranh. Funky em vẫn chưa biết làm gì cả. Vâng, từ nãy giờ anh ta đang khắc tay mình lên chiếc cây. Pino không bị bắn, chỉ còn có nửa bình thôi, nhưng mà Pino không nhìn thấy được Larson. Chúng ta cần có những cái tình huống mà căng mắt hơn. Tiếng bò rất... còn mẹ này. Vâng, còn 6 team, chỉ còn 6 team thôi. Nào, chuột rút, không nằm được nữa. Chuột rút, thế là phải đứng dậy. Nào, game nó cũng phải thật như ngoài đời chứ. Làm yếu có ai mà nằm nhiều như cái thằng này. Nằm nhiều cũng phải chuột rút cho Pino bị nốc rồi. Hỏng rồi, một ông Navi ở đây nốc chết được Pino. Nhìn thấy được cái đầu Larson cũng. Nào, Phang kia vẫn không phát hiện ra. Thực sự thì đó là một tình huống rất là khó chịu. Vâng, MeoU ở đây. MeoU, vâng, MeoU có thể đẩy ra được hay không? Vâng, MeoU vẫn không biết là có Larson ở đó chăng. Anh ta biết rồi. Nào, trả thù. Bắn các vây chung rồi, bắn các chuột rút luôn. Cứu Pino, nào. Pino đâu rồi, Pino đâu rồi, Pino chạy sang bên kia. Pino chip ăn nếp đến từ một thành viên của team Genji Gold ở đây. Nhưng chip thì ở rất xa, có vẻ như chúng ta sẽ phải quyết định bỏ đi dây chip hoặc là bỏ Pino. Phải bỏ một người thôi, đang bắn MeoU rồi. MeoU là người duy nhất sống sót, anh ta chui được vào bên trong smoke, đang cố gắng cứu Pino. Đừng có nết niếc gì vào đây nha. Vòng bo sang bên này nha. Go vẫn đang giữ được nguyên đội hình của họ. Chỉ còn 5 team thôi. Cho đến giờ này chúng ta còn 2 người. Đây rồi. Đâu? Vòng đây. Vòng rất gần rồi. Mẹ bảo sợ thế, tự nhiên hát lên đây rồi. Là tao lại cứ tưởng là đôi giày. Nào, chúng ta đang ở cái vòng trước mặt rồi. NAVI sẽ phải bắn nhau cùng với cả Liquid, cùng với cả Genji Gold. Hoàn toàn có thể sẽ phải bắn cả Gold nữa. Và chúng ta cần làm lúc này là trốn. DJ Chip vẫn chưa chết. Nào, chúng sẽ ra cứu DJ Chip hay không? Đấy rồi, đây sẽ là những tình huống ăn mạng tới từ MeoU. Pino thì không còn mũ rồi. Yopi sẽ bị bắn chăng? Yopi đã chết rồi. Yes, rồi. Một mình Pino sống sót bên trong vòng. Chúng ta còn 4 team ở đây. Và Pino thì không còn mũ đâu. Pino bị phát hiện. Pino được rồi. Nhưng chúng ta đã lọt được ở đây, đó là top 3. Team Liquid là đội top 4. Và Genji Gold một lần nữa giành được cho mình chức vô địch trong ngày thi đấu hôm nay. Rất tuyệt vời đến từ các chàng trai Hàn Quốc. Và cũng rất tuyệt vời dành cho các chàng trai đến từ đội tuyển Việt Nam. Không có. Còn về cơ bản thì đây là một cái địa thế mà nếu như mà có phát ra tiếng nó cũng không sao hết. Giờ thì sao nhỉ? Vòng thì đang co rồi, chờ đợi vòng mới. Team Gold bắt đầu tiếp cận vòng, tuy nhiên bị AHQ chặn đầu. Cùng với đó là WTSG thì có vẻ như là Genji Gold đang bị kẹp bởi 2 team rồi. Những cái lượt đạn rất kinh. Và đâu đó team Ghost cũng có những cái tình huống giao tranh cùng với cả OMG. Tiểu Dũng chết luôn, không cơ hội để bỏ chạy. Liệu rằng hình như là Pino đang nhìn thấy một cái gì ở đây đây. Chúng ta vẫn đang khá là thoải mái. Đây là một cái địa thế mà chúng ta chỉ cần đứng ở trên và bắn xuống thôi. Tạm thời thì các thành viên của bên phía team Refund MeoU có một tình huống mà knock được Colorist ở đây. Không biết là bắn ở đâu vậy. Tuy nhiên thì có vẻ như là một góc khá xa. Chúng ta lại gần vòng rồi. Chúng ta lại gần vòng rồi. Chúng ta ở rất gần vòng. Và cái đường vào vòng của chúng ta thì đó là một đường thoáng. Đây sẽ là cơ hội để cho Refund Gaming có thứ hạng cao. Hy vọng rằng họ sẽ có thể tận dụng được. Ở vực Rozok thì đó là Ghost Gaming cùng với OMG vẫn đang kiềm nhau. Nhưng mà Ghost Gaming bắt đầu di chuyển rồi. Thật ra không đối có thể sẽ bị bắn bởi DJ Chip đang bị bắn ở đây. Các thành viên của Refund bị bắn bởi Avanga ở một góc rất xa, lên tới gần 300 m. Tôi đang không hiểu đâu. MeoU có được service. Đó chính là MeoU thưa các bạn, bắn cực kỳ căng thẳng ở khu vực đứng một mình. Và bây giờ là một cái tình huống mặt đẩy nết lên khi mà MeoU nghi ngờ rằng ở cái khu nhà trước mặt anh nó không hề an toàn. Pino có một quả bom giết được thành viên cuối cùng của CHF ở đây. Số lên nào các thành viên của Refund. Vâng, họ sẽ có được lợi thế ở đây chàng. Refund đang là Thái Lan dừng lại ở top thứ 18. Không, từ từ đã, Minoru cũng đã chết rồi. Và Refund thì tạm thời chuẩn bị phải đối đáp mặt với cả team số 15, đó là Savage. Team số 11 ôm cũng đang bắn chúng ta. Còn Refund Gaming họ đang bị kẹp giữa và hy vọng là họ sẽ có thể tận dụng được cái địa hình này để bắn chết team đang vào vòng. Chúng ta không hề bị kẹp giữa, chúng ta hoàn toàn có cơ hội để bắn ở cái góc này khi ôm là một cái đội tuyển thực ra mới đang là ở góc sâu. Cái điều mà chúng ta quan tâm chính là Savage đang đẩy lên, và cái góc đẩy lên của Savage có những cái gồ mà có thể bắn team Refund và sau đó lùi lại được. Và các thành viên của Refund ở đây hình như lại đang quấn về bên cái hướng mà team ôm đang bắn ra. Lỡ rằng các thành viên của team Savage đẩy lên thì sẽ là một cái mối hiểm họa dành cho team Refund rất nhiều. Chúng ta đang hơi gấu quá. Refund họ đang có vị trí ở bên trong vòng, và liệu rằng họ có muốn ép lên để giải quyết một trong hai team này hay không? Bây giờ thì cái việc mà tấn công team số 11 nó sẽ không phải là ý định khôn ngoan, bởi vì team số 11 đang yên ổn trong nhà rồi. Liquid. Vậy thì bắt team số 15 thì có lẽ sẽ là hợp lý hơn. Savage họ đang di chuyển dần vào vòng, và có lẽ điều này đã bị phát hiện ra bởi các thành viên của Refund Gaming. Họ hoàn toàn có thể ăn mạng của team số 15 trước. Team số 11 vẫn đang liên tiếp bắn xuống và đã có một quả smoke được ném ra để che tầm nhìn của họ. DJ Chip may mắn quá không bị dính quả nét vừa rồi. Refund Gaming họ đang chưa biết xử lý thế nào trong tình huống này. Đang chờ đợi, chuẩn rồi. Đang chờ đợi DJ Chip bơm máu. Có vẻ như đây là một cái góc nó hơi tù. Không phải là hơi tù mà nó cũng hơi thoáng để mà chúng ta bị bắn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái quá trình mà chạm trán thành công khi mà đối mặt với cả team Savage ở đây. Savage không dễ để có thể vào vòng khi mà họ vẫn đang phải dần dứ rồi. Đây sẽ là một cái giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Đối thủ của chúng ta ở bên trái là team ôm thì chỉ còn có đôi người thôi. Navi dần dần bất người và đã dừng lại top thứ 16 rồi. Đây là một cái thời điểm rất là nhạy cảm. Refund nếu như họ có thể sống sót thì họ sẽ có được thứ hạng cao, còn nếu không thì họ sẽ phải nằm xuống rất là nhanh chóng rồi. Savage đang ý đồ muốn ép lên để vào vòng. Vòng bắt đầu co dần rồi. Ôm thì chắc chắn họ sẽ phải thủ, nhưng gần như là bây giờ họ sẽ phải phân tâm bởi vì team số 2 cũng đã bắt đầu đi vào. Và Refund Gaming vẫn đang rất bình tĩnh. Hy vọng rằng là các thành viên của bên phía team Refund họ có thể thực hiện thành công được một tình huống bắt các thành viên Savage và sau đó di chuyển dần vào bên trong. Savage có góc vào vòng cực đẹp luôn. Tuy nhiên thì cái lựa chọn của Savage có vẻ như đang hướng đến một góc không đẹp, đó là rẽ phải chứ không phải là rẽ trái. Và ở những cái diễn biến khác ở trên bản đồ thì các bạn nhìn xem, Genji Gold và team Liquid ở đây đang là những cái màn vận động đầu súng nó không thể nào mà có thể căng não hơn. Liquid đã mất đi 2 người rồi thì phải. Trong khi đó thì team Genji Gold ở đây họ vẫn còn bảo toàn nguyên cho mình lực lượng. Liquid gặp vấn đề rồi, Jim đã chết ở một góc rất xa. Mèo U bị knock ở đây, lý do là gì vậy? Có cứu đến từ vị trí của DJ Chip bằng việc giải smoke ra ở đây. Có vẻ là sẽ cứu an toàn thôi. Đó là các thành viên bên phía của Genji Black. Đó là một đối thủ cực kỳ căng thẳng. Genji Black quét phải và sẽ đối mặt với các thành viên của Refund. Và giờ chúng ta cần phải chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng để có thể là đối mặt với cả một trong số những đại diện mạnh nhất trong thời điểm này. Đã nhìn thấy được rồi. Pino bắn nào. Một là đôi. 4 viên không trượt một viên nào cả. Gramatic với cả chúng tôi này bắn cho mất luôn một mí còn lại ở trên mắt thưa các bạn. Vâng, và các thành viên khác của Black đang rất muốn di chuyển lên, nhưng Pino ném ngay một quả nét ra để hạ sát được Gramatic chưa thành công rồi. Pino anh ta đang nhìn cả bên hướng của team Savage nữa. Refund bây giờ đang phải đối mặt với hai team. Thực ra thì còn có team ôm đứng ở trên bắn xuống. Mèo giết được Esther không? Chính xác là knock thôi. Các thành viên của Black đang cố gắng cứu nhau. Ném nết ra và Yun Root có lẽ cũng sẽ bị knock chẳng. Quy xuống và bây giờ chúng ta sẽ có một cái team ôm đẩy lên. Chưa có boom rồi. Gramatic đã bị gạt rồi đây rồi, nhưng mà Pino bị bắn thì còn có nửa bình máu thôi. Các thành viên của Refund đột nhiên nghĩ lại, quay trở lùi lại để có thể là ăn máu chơi tiếp. Tôi nghĩ rằng là một quyết định cực kỳ chính xác. Hãy để cho đối phương bắn nhau. Đúng. Đấy là cách mà chúng ta có thể bảo toàn lực lượng. Chúng ta không cần phải mạo hiểm tính mạng làm gì cả. Vòng đang rất gần rồi. Chỉ cần không còn team Black nữa thôi thì chúng ta sẽ vào được vòng theo một hướng khác, không phải đối đầu với ôm. Sẽ là những cái tình huống mà set up smoke để tính đường vào vòng ở đây đến các thành viên của team Refund. Trong khi đó các thành viên của Genji Black còn 2 người cho mình, đó là Yun Root cộng 1 đang ở một góc rất xa và chủ động không đẩy lên rồi. Savage bắt đầu công lên. MeoU có được mạng của một người nhưng DJ Chip bị đâu rồi, phát hiện có được một mạng và DJ Chip bị gạt rồi. Chúng ta mất một ở đây thôi và 3 người khác thì vẫn bắn, trong khi Savage chỉ còn có một người, đó là Lune Squid ở đây. Liệu rằng có bị giết chết hay không? Pino trốn được rồi. Không, Savage còn tới tận 2 người. MeoU bị knock ở đây, đó là một điều không hay. Bây giờ thì Pino nằm xuống rồi, không có thông tin ở đây khi mà các thành viên của Savage di chuyển cực kỳ quá thoái bản thân Pino ngồi nề, đổi góc sang hướng phải ở đây. Nhưng anh ta bị bắn bởi bên phía team Black, chỉ còn Funky em rồi. Funky nên vào vòng. Đã set up smoke ở đây, muốn cứu MeoU chăng? Rất khó, sẽ cứu, cố gắng để cứu MeoU nhưng team Black họ có thể lao ra và bắn chúng ta bất kỳ lúc nào. Không, team Black sẽ không bắn trong cái tình huống này. Chúng ta nên cứu MeoU trong cái tình huống này, đã cứu được MeoU rồi. Và hy vọng rằng cái quá trình ở đây họ sẽ phá điên lắm. Phang kia em cũng bị bắn, team Savage họ ép lên nhưng không được rồi. MeoU có một tình huống bắn hay nhưng cuối cùng thì anh ta cũng phải bỏ người đồng đội của mình lại thôi. MeoU chắc chắn với bơ máu và di chuyển dần vào bên trong. Refund vẫn còn cơ hội. Chúng ta clear được team Savage ở đây với một cái nỗ lực cực hay đến từ Funky và MeoU. Nhưng quốc ra đây, ra luôn rồi. Thì mẹ mấy cái thằng này lừa thật, bạn bắn như hách ấy. Vừa gãi mà mẹ mình nhìn ném quả nết kìa. Refund ở top 11. Thật sự thì đó cũng là những cái nỗ lực rất là đáng kể rồi. Tình huống vừa rồi chúng ta phải đối mặt có quá nhiều đối thủ. Team Black vào vòng vòng thuộc về WTSG sẽ là một kèo rất khó. CMSN bơ máu. Cái hướng của WTSG đang rất là vô địch ở trong thời điểm này. Nhất quyết không chạy à? Bây giờ bắt đầu chạy từ vị trí của CMSN. Vòng qua đầu quá và bị bắn. Anh ta vẫn đang không được vẫn rồi. Vẫn chưa chết rồi. Vâng, SimSense SkuM là một ở đây nhưng mà SkuM sẽ bị bắn vào. Nào, SimSense anh ta bắn chết SkuM, thì đấu rất hay tới từ player người Hàn Quốc và thậm chí còn chơi cả winner nữa luôn. Bắn cái bài cầu không thành công. Và chúng ta là nỗ lực rất đáng kể của đội trưởng team Genji. 3 đấu 1. Một người cuối cùng bên phía của AHQ chính là K3. Nhưng có vẻ như là không chịu được rồi. Miraku cùng các đồng bọn của mình ấy. Đánh 3 thì nó nhưng mà khá là khó. Bắt đầu bắn đến từ vị trí của cây 3 ở đây nhưng chỉ là trao đổi chiêu thức và gây mất máu thôi. Sẽ là một tình huống xô lên, Yat là người ăn mạng và phần thắng thuộc về WTSG. Players 12, we saw them with the early fights, so same with Ghost Gaming, same with NAVI. But it was WTSG indeed who managed to get themselves another chicken dinner, so it's going to do wonderful things for their points. But as we said, Lauren, when you look at 480 points combined for a second place, and you already had over 500 buffer. Yeah. Here we go. There's the rankings overall. It was enough for WTSG, but more importantly, gold.